Chuyện nhà nông xin kính chào bà con. Trong video ngày hôm nay thì Tuấn xin chia sẻ với bà con về cái việc mà nuôi con tròn hương, tại sao mà cái lông nó sơ sát đó, thì nguyên nhân nào và cái cách phục như thế nào, hoặc là những cái con tròn mà nó ăn yếu thì chúng ta có cái biện pháp gì để cho con tròn nó ăn tốt hơn hay không. Thì đối với những cái con tròn mà nó ăn yếu, một là do bà con mới bắt về, nó sẽ chưa quen cái chuồng trại mới, và cái nữa đó là cái vấn đề thức ăn. Đôi khi chúng ta phải thử, khi mà con tròn mới bắt về chúng ta phải thử xem nó thích những cái loại đồ ăn nào, thì chúng ta sẽ đáp ứng cho cái con tròn làm sao cho nó thích hợp nhất. Mỗi một con thì nó có một cái tính nết khác nhau, cho nên là chúng ta không thể áp dụng một loại đồ ăn cho tất cả các con tròn hương được. Bởi vì có những con thì nó thích ăn về trái cây chẳng hạn, như chuối đi. Có những con thì nó thích ăn chuối, nhưng mà có con nó lại không thích ăn chuối. Hoặc là cũng là các loại cá, nhưng mà có con thì nó lại không thích ăn cá chê. Đó, thì chúng ta phải đổi cái loại cá khác cho nó ăn. Làm sao mà chúng ta nắm được cái đặc tính của từng con một. Đó, để mà chúng ta cho nó ăn làm sao cho nó phù hợp. Và cái nữa là nếu như con tròn nó ăn ít, thì có thể là chúng ta cái thói quen chúng ta lặp đi lặp lại một cái loại đồ ăn trong cái thời gian dài thì nó sẽ chán, vì chúng ta phải đổi cái đồ ăn khác cho nó. Đó, thì chính vì như vậy cho nên là chúng ta thấy khi mà chúng ta nuôi một con tròn sạch bệnh thì rất là khỏe. Đó, nhưng mà chúng ta cũng phải dành cái thời gian để chúng ta chú ý từng cái đặc tính của từng con một, tính nết của từng con một, để mà chúng ta có cái loại thức ăn sao cho nó phù hợp với từng con một. Và cái thứ hai nữa đó là cái lông của con tròn hương nó không có được mượt đen bóng, thì nó có cái nhiều cái nguyên nhân. Một là do nó ăn uống kém cho nên dẫn đến thiếu chất. Cái thứ hai nữa là có thể là con tròn hương đang bị nhiễm giun sán ký sinh trùng, thì chúng ta phải xác định được chính xác xem cái nguyên nhân nào để chúng ta sẽ có một cái giải pháp giúp cho con tròn hương nó tốt lên. Nếu như mà con tròn hương ăn yếu thì như nãy tôi cũng đã nói đấy, về vấn đề thức ăn chúng ta cần xem xét lại. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta có thể là bổ sung một số các cái vitamin và khoáng chất, vitamin tổng hợp hoặc là các cái loại men tiêu hóa. Trong quá trình mà chúng ta cho con tròn hương ăn ấy, thì chúng ta có thể là trộn pha trộn vào đó, để giúp cho nó bổ sung được các cái khoáng chất. Khi mà con tròn hương ăn được đầy đủ rồi thì bộ lông của nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Đặc biệt là chúng ta thấy là các cái loại thức ăn đạm, giàu đạm. Giàu đạm ở đây có nghĩa là gì? Các loại cá sống, cua, ốc đó, thì chúng ta nên cho con tròn hương ăn. Bởi vì đặc tính của con tròn hương nó là động vật ăn thịt mà, cho nên là chúng ta nên duy trì cái khẩu phần ăn là thịt nhiều hơn so với các cái khẩu phần ăn về tinh bột. Tinh bột ở đây là trái cây này, là cháo này, hoặc là nhiều bà con cho ăn thức ăn viên, thì chúng ta phải chú trọng đến cái phần đó. Và khi mà chúng ta bổ sung men tiêu hóa như vậy thì hệ tiêu hóa nó khỏe mạnh, nó hấp thu được, nó tiêu hóa tốt đó, thì con tròn hương nó sẽ cải thiện về cái vấn đề sức ăn. Và rõ ràng những con nào mà nó ăn tốt thì những con đó nó sẽ lớn nhanh hơn, nổi trội hơn và nhanh nhẹn hơn. Còn bên về vấn đề nhiễm giun sán ký sinh trùng á, thì nếu như nhiễm giun chúng ta nên sử dụng các cái loại thuốc ở ngoài thị trường. Chúng ta có thể nên dùng thuốc diệt giun của người để chúng ta điều trị cho nó. Có thể là khi chúng ta sử dụng các loại thuốc như là Fugaca này, Fubemenzone này, loại 500 ml, thì đối với con tròn lớn chúng ta có thể cho một viên của người lớn là 500 ml. Đó, thì cho ăn bằng cách nào đấy là tùy theo chúng ta. Chúng ta có thể nhét vào chuối, hoặc là nếu như nó dễ uống thì chúng ta có thể là cà ra, rồi chúng ta pha với một ít nước rồi để lên máng uống.
nó sẽ tự uống. Và lưu ý là khi chúng ta điều trị run á, chúng ta cho uống thuốc nên cho uống vào buổi sáng sớm để lúc mà bụng đói. Đó. Lúc này khi mình tròn cái bụng của nó trống rỗng, nó uống nước vào, uống thuốc vào thì sẽ làm cho con giun nó bị say, và như vậy chúng ta diệt xe một cách hiệu quả. Thế còn đối với sán thì trường hợp này chúng ta điều trị khó hơn là giun, bởi vì sán thì nó có thể là sống ký sinh ở các cái dưới da, trong da thịt. Đó. Và ấu trùng sán thì nó sống ở mạch máu, vì vậy là quá trình điều trị sán nó sẽ phức tạp hơn, kéo dài hơn so với là chúng ta điều trị run. Thì như vậy chúng ta cần phải có thuốc đặc trị đó, và trong vòng 10 ngày chúng ta có thể là cho uống lại một lần nữa, thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Và khi mà con tròn không còn nhiễm run sán nữa thì như vậy ăn uống nó sẽ hấp thu được, và những cái vitamin khoáng chất đó nó để nuôi được cơ thể. Còn nếu như chúng ta thấy rằng con tròn nó bị nhiễm giun sán quá nhiều thì con tròn cái thức ăn mà nó hấp thu vào nó không nuôi được cơ thể, mà những cái con giun sán này nó tranh hết những cái vitamin khoáng chất, như vậy nó sẽ chậm lớn và lông nó sẽ xù ra, không được đen bóng mượt. Đó. Và đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Thế thì trong một năm á, chúng ta nên định kỳ là tẩy giun sán cho nó là 2 lần, cứ 6 tháng chúng ta lại nhắc lại một lần nữa. Và lưu ý là đối với những con tròn mà đang mang bầu á, thì bà con không nên cho nó uống thuốc, mà để có thể là cho nó sanh xong rồi thì chúng ta hãy cho uống thuốc sau. Thế còn đối với tròn nhỏ thì có thể là 2 tháng chúng ta cho nó uống thuốc để diệt giun sán. Như vậy thì từ nhỏ chúng ta thấy là con tròn nó sức ăn tốt hơn, vượt trội hơn, thì rõ ràng nó sẽ nhanh phát triển hơn. Còn những con nào mà ngay từ những cái thời gian đầu mà còi cọc thì suốt cả cái chặng đường phát triển của nó sẽ kém hơn rất là nhiều so với những con khác. Ở đây thì về tròn giống to hay giống nhỏ là thuộc về gen một phần. Thế tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Khi mà cho ăn đầy đủ thì rõ ràng là con tròn hương nó lớn nhanh hơn, và khối lượng thịt, khối lượng cơ thể nó cũng sẽ nặng hơn, to hơn. Đó. Thì đấy là một số các cái chia sẻ dành cho bà con khi mà chúng ta nuôi con tròn hương mà bị nhiễm giun sán ký sinh trùng, hoặc là nó ăn yếu, thì chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta điều trị cho nó thích hợp. Thì cái video này xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau nhé.